hồi 5 năm về trước cậu dắt tụi nó về, hai vợ chồng cậu dắt nó về, nó lạ đó, từ phía trường mà về nhà ngoại nó, đi ngoại nó mướn xe ra đón ấy, trời nó đứng lên nó nhìn từ phía trường về tới nhà, nó lạ đó. Lần đầu tiên nó chưa bao giờ nó thấy Việt Nam, nó thấy xe Honda chạy quá trời, nó lạ. Ở ra đây mát ha, cứ chổng hơi người nhiều quá nó che gió trơn, ra đây gió thổi mát.